Và các bạn, sau thời điểm ra đời của bộ phim Người đẹp Tây Đô, thì một lần nữa khán giả yêu thích điện ảnh của Việt Nam lại một lần nữa nức lòng trước một bộ phim truyền hình đậm chất Nam Bộ. Đó chính là bộ phim Đất Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Và ca khúc trong bộ phim đó chính là bài ca Đất Phương Nam của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ và Lê Giang, đã thực sự vượt ra khỏi cái giới hạn của một bộ phim và đã trở thành một trong những bài hát điển hình để tả về cảnh đất và người của Phương Nam mãi cho đến ngày hôm nay. Cánh chim tung trời.